Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ngày 7 tháng 10, tại cuộc hội đàm quan trọng tại Điện Élysée Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Với quyết định này, Pháp là nước thứ 8 trên thế giới có tầm mức quan hệ như vậy với Việt Nam. Trước đó, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Úc. Thông qua quyết định này, Pháp sẽ trở thành nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu có quan hệ mới toàn diện với Việt Nam. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 4 trong tổng số 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an là Trung Quốc, Nga, Mỹ và Pháp. Trước đó, trong cuộc gặp báo chí cùng Tổng thống Emmanuel Macron tại Điện Élysée ngày 7 tháng 10, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sau hơn nửa thế kỷ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và một thập kỷ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ Việt Nam-Pháp đã có những bước phát triển quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Pháp luôn có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, có vai trò và vị thế trong cộng đồng Pháp ngữ và trên thế giới. Cũng theo người đứng đầu Đảng và Nhà nước, trước sự phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam-Pháp cũng như để phù hợp với bối cảnh mới hiện nay của quốc tế và khu vực, hơn lúc nào hết, quan hệ Việt Nam-Pháp cần được nâng cấp lên tầm cao mới. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại hội đàm ngay sau đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trao đổi toàn diện về tình hình kinh tế xã hội mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí nâng cấp tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội. Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Pháp lên đối tác chiến lược toàn diện và thống nhất các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ này càng đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh mới. Hai bên đánh giá hợp tác an ninh quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng nhất, nhất trí triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận hợp tác đã ký, cũng như sớm tổ chức đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng. Hai nước sẽ phối hợp hỗ trợ trong công tác đào tạo sĩ quan, chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và thế giới. Về kinh tế thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các khoản vay ưu đãi, vay ODA cho Việt Nam, khuyến khích các cơ quan doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, VEFTA. Hai bên tiếp tục thúc đẩy các dự án đầu tư của hai bên tại mỗi nước nhằm hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và có thể dự đoán được. Việt Nam mong muốn Pháp sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, EVIPA. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Pháp và các công ty Pháp trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị và đường sắt, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng, hydrogen phi carbon, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, logistics và cơ sở hạ tầng cảng biển, hàng không dân dụng và cấp ngầm dưới biển. Tổng thống Macron khẳng định sẽ sớm đề nghị Quốc hội thông qua Hiệp định EVIPA. Tổng thống Pháp đánh giá cao cam kết của Việt Nam trong thực hiện quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, GETP và chuyển đổi xanh. Về lĩnh vực y tế, giáo dục, hai bên nhất trí đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập, khuyến khích người dân hai nước tham gia vào các sự kiện văn hóa lớn của mỗi nước. Hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Pháp và các nước phương Nam nhằm đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Tổng thống Macron đánh giá cao vai trò cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, coi đây là cầu nối quan trọng giữa hai nước, khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam sinh sống và làm việc tại Pháp. Về hợp tác đa phương, hai bên đánh giá vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, cam kết thúc đẩy quan hệ Pháp với ASEAN cũng như quan hệ giữa EU và ASEAN, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế như ASEM, khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, Pháp ngữ, Liên Hợp Quốc. Liên quan đến các vấn đề quốc tế, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững tại Ukraine, phù hợp với luật pháp quốc tế và trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo Việt Nam và Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự leo thang của tình hình Trung Đông, kêu gọi tất cả các bên liên quan giảm leo thang và hết sức kiềm chế, lên án tất cả các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, kêu gọi lệnh ngừng bắn ở dải Gaza và Liban. Trong vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định,
an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS năm 1982. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Pháp ngày 6 đến ngày 7 tháng 10, theo lời mời của Tổng thống Macron. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch nước Việt Nam tới Pháp sau 22 năm. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12 tháng 4 năm 1973 và nâng cấp lên đối tác chiến lược vào năm 2013. Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ 5 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại năm 2023 đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ. 8 tháng đầu năm, kim ngạch đạt hơn 3,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2023. Pháp là nhà tài trợ châu Âu song phương ODA hàng đầu cho Việt Nam và Việt Nam đứng thứ 2 trong số các nước được hưởng ODA của Pháp tại châu Á. Có khoảng 300.000 người Việt tại Pháp, là cộng đồng người Việt lớn nhất tại châu Âu. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sớm thăm Việt Nam. Nhà lãnh đạo Pháp vui vẻ nhận lời và sẽ thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.